Rồi, chào tất cả mọi người đã đến với chị em nha. Thì hôm nay thì em sẽ cho lên sóng một bộ chiếu đôi của Gõ Nam Phi. Đó, thì hiện tại cái bộ này thì nó là văn trùng nhau nha bác. Hai tấm là nó úp vào nhau nha, hai tấm là nó úp vào nhau. Nên là nó cho ra được một cái bộ là văn rất là đối xứng luôn. Thì hiện tại cái bộ này về kích thước của nó là nó rộng là 1m80 này. Dày là 15 phân và dài là 2m45. Đó, về cái dòng gỗ này thì kích thước nó hơi nhỏ một tí nha các bác. Đó, dòng gỗ gõ EQ này thì kích thước nó hơi nhỏ một tí. Tại vì là cái dòng này nó làm nó rất là mắc gỗ luôn. Nó hay, nói chung là về cái bi gỗ của nó là nó không có được vuông và tròn. Đó, nên là làm rất là mắc gỗ luôn. Thì hiện tại cái bộ này em đang bán với giá là 47 triệu là 3 ship cho các bác. Một bộ rất là VIP luôn, rất là đẹp luôn. Các bác có thể nhìn thấy này. Vân trùng nhau rất là ok luôn nha.